bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Trong một thế giới mà công việc gần như chi phối tất cả, đối với nhiều người thì công việc là lẽ sống của đời họ. Vậy nên, mọi người lao vào làm việc, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, thậm chí làm thêm cả chủ nhật. Thế nhưng, có một thực tế mà nhiều người nhận thấy là càng làm càng thiếu, càng nỗ lực càng luống công vô ích. Bạn có biết vì sao không? Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Ken Barnes qua chủ đề Thức khuya dậy sớm. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì thợ xây có lao nhọc cũng luống công. Nếu Đức Giê-hô-va không canh giữ thành thì người lính canh có thức đêm cũng vô ích. Thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm và ăn bánh lao khổ. Thi Thiên thứ 127 câu 1 câu 2 phần A. Gần đây tôi đã có một ngày làm việc thật vô ích. Hôm đó tôi thay đổi một chút về lịch trình của mình mà tôi nghĩ là sẽ hiệu quả. Nhưng những gì diễn ra thì không được như tôi mong đợi, thậm chí còn khó khăn hơn. Tôi đã khởi xướng các chiến lược tiếp theo để cố gắng thực hiện kế hoạch của mình, nhưng tất cả đều vô dụng. Tôi đã tốn nhiều công sức và thời gian làm việc chăm chỉ hơn bình thường, nhưng ngày hôm đó lại thiếu hiệu quả hơn so với mọi ngày bình thường. Trải nghiệm ngày hôm đó giúp tôi hiểu ra rằng khi Chúa không ở cùng thì sự lao nhọc của chúng ta cũng luống công vô ích mà thôi. Sáng hôm sau, một phần trong bài đọc hàng ngày của tôi là Thi Thiên thứ 127. Thật, Chúa lúc nào cũng đúng giờ. Khi tôi đọc phần kinh thánh này, tôi tự hỏi tại sao những nỗ lực ngày hôm đó của mình lại dường như vô ích. Sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã cố gắng tự xây nhà mà không cần sự giúp đỡ của Chúa. Chúa đã cho phép sự cố nhỏ này xảy ra để tôi có thể đọc phần kinh thánh này vào đúng thời điểm. Chúa của chúng ta thật tuyệt vời thay. Tuy nhiên, nỗ lực và cố gắng là tốt. Tất nhiên, Chúa muốn con cái Ngài phải siêng năng. Nhưng nếu chúng ta cứ làm mọi việc cách ào ào mà quên mất Chúa thì đó lại là chuyện khác. Chính Chúa phán với chúng ta rằng hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Thi Thiên thứ 46 câu 10 phần A. Vì vậy, chúng ta cũng cần phải phân biệt đâu là siêng năng làm việc, còn đâu là nỗ lực cách bất chấp. Đơn giản là điều nào đem lại cho chúng ta sự bình an. Nhìn lại ngày hôm đó, tôi thấy lòng mình chẳng bình an chút nào. Thực ra là trong lòng cứ luôn cảm giác bồn chồn. Chúa đã ban cho tôi một dấu hiệu, nhưng vì không để tâm nên tôi đã không nhìn thấy. Bình an được ví như là phong vũ biểu của tâm hồn. Đó là dấu hiệu cho thấy sự nỗ lực của chúng ta phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời đến mức nào. Bình an chẳng phải là không có tranh chiến, mà là thái độ bình tĩnh, thanh thản ở giữa những cuộc chiến mỗi ngày. Cha Thiên Thượng quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của con cái Ngài, và bình an là chiếc la bàn hướng dẫn chúng ta. Câu hỏi quan trọng được đặt ra là liệu chúng ta có tin rằng Chúa muốn chăm sóc chúng ta trong cả những khía cạnh bình thường của cuộc sống hay không? Đôi khi cơ đốc nhân chúng ta sống như thể mình là những ông thần nhỏ, làm chủ thế giới. Còn Đức Chúa Trời sau khi tạo dựng vũ trụ này thì đã đi đâu mất và để tự thân nó vận hành? Chắc hẳn bạn vốn quen thuộc với câu kinh thánh đức tin không có việc làm thì chết. Nhưng một số người trong chúng ta lại đang sống như thể việc làm không cần đức tin. Khi chúng ta để cho sự cám dỗ điên cuồng tấn công thì chúng ta sẽ khó lòng vâng phục ý muốn của Chúa được. Khi chúng ta cảm thấy mình buộc phải mày tắt mặt tối, có thể giải pháp chỉ đơn giản là rút ngắn thời gian làm việc một chút, kết thúc công việc sớm hơn thường lệ. Đó có thể là điều siêng năng nhất, vâng lời nhất và hiệu quả nhất mà chúng ta làm, bởi vì Chúa cũng ban giấc ngủ cho người Ngài yêu mến như vậy. Thi Thiên thứ 127 câu 2 phần B. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, nếu không có Ngài đồng hành, hướng dẫn thì mọi việc con làm đều là vô ích. Vậy nên con cầu nguyện xin tay Chúa ở cùng con, bày tỏ ý muốn Ngài trên từng việc con làm và giúp con nhìn thấy sự thành tín của Ngài mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến,
Chúa muốn chúng ta siêng năng và trung tín trong công việc mình đã nhận lãnh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bí quyết của sự thành công không phải ở chỗ thức khuya dậy sớm, mà là biết tìm cầu ý Chúa trong mọi sự, xin Ngài làm ơn và bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Nếu Chúa Giêsu không coi thành, canh khuya thâu đêm vô nghĩa. Ôi Giêsu là đấng quyền năng trí cao, ai dò sâu tình cha Ngài yêu tôi. Nào cùng nhau ta hãy lắng nghe lời Chúa phán. Đường dài núi dốc bao hiểm nguy, cần ta dắt đưa luôn đêm ngày. Cớ sao còn làm ngơ? Lòng Ngài yêu con đã phó dâng chịu hy sinh để đem ánh sáng cho đời con. Thật kinh khiếp thấy không tin Ngài, bóng đêm đàn tràn lớn. Ôi Giêsu yêu thương luôn nhân từ, khi con đang đi theo con đường mình, tin tài và chớ phù du. Nếu Chúa Giêsu không coi thành, canh khuya thâu đêm vô nghĩa. Ôi Giêsu là đấng quyền năng chí cao, ai dò sâu tình cha Ngài yêu tôi. Hãy tin bước với Vua Giêsu, không lo chi đêm tăm tối. Bên Giêsu bình an lòng tươi mãi luôn. Xin nguyện đi cùng Giêsu nơi nơi, đi với Cha. Cùng nhau ta hãy lắng nghe lời Chúa phán. Đường dài núi dốc bao hiểm nguy, cần ta dắt đưa luôn đêm ngày. Cớ sao còn làm ngơ? Lòng Ngài yêu con đã phó dâng chịu hy sinh để đem ánh sáng cho đời con. Thật kinh khiếp thay không tin Ngài, bóng đêm đang tràn lớn. Ôi Giêsu yêu thương luôn nhân từ, khi con đang đi theo con đường mình, tiền tài và chớ phù du. Nếu Chúa Giêsu không coi thành, canh khuya thâu đêm vô nghĩa. Ôi Giêsu là đấng quyền năng chí cao, ai dò sâu tình cha Ngài yêu tôi. Hãy tin bước với Vua Giêsu, không lo chi đêm tăm tối. Bên Giêsu bình an lòng tôi mãi luôn. Xin nguyện đi cùng Giêsu nơi nơi, đi với Cha.
có chương trình này mà tôi sáng nào cũng tỉnh nguyện và cầu nguyện. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Cảm ơn chương trình, cảm tạ Chúa, cầu Chúa ban phước cho những người làm chương trình này. Xin cảm ơn quanquay.vn đã cho tôi một bài học mới. Dù đang nỗ lực đưa người khác đến với Đấng Christ, nhưng không nên bỏ bê mối quan hệ yêu thương đối với các thánh đồ. Xin cầu nguyện cho tôi để có thể thực hành được cả hai. Trên đây là hai trong vô số những lời nhắn đầy khích lệ và yêu thương mà ban biên tập chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày nhận được mỗi ngày. Nếu quý vị được nhắc nhở hoặc cảm động từ những bài học của chương trình, xin đừng ngần ngại gửi tin nhắn về cho chúng tôi tại inbox của fanpage hoặc email chia sẻ amoconeway.vn. Hoặc nếu quý vị muốn đồng hành cùng chương trình trong việc dâng hiến, vui lòng liên hệ hotline 0896 164 199. Đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh.